Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mai83 Vlog. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm món ếch xào tí tô hành tây ngon tuyệt. Ếch là món ăn rất phổ biến và rất bổ dưỡng vì nó cung cấp rất nhiều chất đạm cho chúng ta. Có rất nhiều món ăn được chế biến từ ếch như ếch xào lá cách, ếch nướng sa tế, ếch xào lá tí tô. Và món ếch xào lá tí tô rất dễ để chế biến, nguyên liệu dễ kiếm và đặc biệt là vị ngọt của ếch kết hợp với vị cay của ớt, vị thơm ngon của hành tây và sả pha lẫn với hương vị thơm ngon của lá tí tô càng làm tăng thêm hương vị thơm ngon cho món ăn này. Các bạn có thể nhìn thấy đây là các nguyên liệu để chế biến món ếch xào lá tí tô. Chúng ta có nguyên liệu gồm ếch, lá tí tô, hành tây, nghệ, tiêu trái, ớt, sả, đường, muối, bột ngọt, hạt nêm và một ít nước mắm nha các bạn. Để món ăn của chúng ta thêm thơm ngon thì chúng ta sẽ ướp thịt ớt trước nha các bạn. Chúng ta sẽ ướp trước khoảng 30 phút trước khi nấu thì thịt ớt nó sẽ thấm với gia vị sẽ rất là ngon. Đầu tiên chúng ta cho hạt nêm vào ha, cho vừa đủ lượng thôi nha các bạn. Sau đó chúng ta sẽ cho thêm một ít muối vào. Chúng ta cho vừa đủ thôi. Các bạn sẽ cho thêm đường vào nha. Đường thì chúng ta sẽ trộn đều lên để cho nó ngấm vào gia vị của muối và bột ngọt thì nó mới ngon được các bạn. Tại vì mình là người miền Nam thì hầu như là mình nấu ăn thì hay có nhiều đường ha. Rồi chúng ta sẽ trộn đều gia vị lên. Vì mình có tiêu trái rồi cho nên là mình sẽ bỏ tiêu trái, mình không có bỏ tiêu hạt ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho thêm tỏi. Mình đã băm sẵn tỏi rồi nè các bạn. Và mình cho thêm tỏi vào nha. Rồi sau đó mình sẽ cho thêm một ít ớt vào. Cái lúc mình ướp á, mình cho ớt vào cho nó thấm vô cái ếch á, cho nó cay cay. Thì mình khi mình ăn mình sẽ cảm thấy rất là ngon ha. Cái vị cay nó thấm vào cái ếch, không phải đến lúc mà mình nấu á thì nó chưa kịp thấm thì nó sẽ không có cay. Mình cho thêm một ít nước mắm vào á, thì mình trộn đều lên. Nước mắm thì nó sẽ có vị rất là thơm ngon nha các bạn. Và khi mình nấu lên á, cái vị nước mắm nó bốc mùi lên rất là thơm. Sau đó là bây giờ mình sẽ trộn đều lên nào. Chúng ta sẽ trộn đều lên, cho gia vị thấm vào thịt ếch. Sau đó chúng ta sẽ để khoảng 20 phút đến 30 phút. Chúng ta đem đi chế biến thì lúc đó gia vị thấm đều vào thịt ếch và chúng ta chế biến món ăn sẽ ngon hơn. Còn nếu mà bạn nào gấp á, thì chúng ta có thể ướp khoảng 10 phút là các bạn có thể đi chế biến được rồi . Rồi để làm cho cái món ăn của mình thêm hấp dẫn và có màu sắc đẹp hơn thì mình sẽ cho một thêm nghệ vào nha các bạn. Tại vì ếch nó có cái màu hơi trắng trắng á, rồi khi mình nấu lên thì nó nhìn nó sẽ không có đẹp mắt. Cho nên là mình sẽ băm thêm nghệ vào cho ếch nó thấm vào, cho nghệ nó thấm vào ếch á. Thì khi các bạn nấu món ăn lên á thì cái thịt ếch nó sẽ rất là vàng và nhìn rất là đẹp mắt ha. Càng tăng thêm sự hấp dẫn cho cái món ăn của mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều nghệ lên nha các bạn. Chúng ta sẽ trộn đều nghệ lên cho nghệ thấm vào ếch nha. Và sau khi mình đã để được khoảng 20 phút rồi đó các bạn, bây giờ mình sẽ bắt lên bếp để chế biến. Đầu tiên là chúng ta để nồi cho nó nóng lên ha. Sau đó chúng ta cho thêm dầu ăn vào nha. Cho dầu ăn vào
Và sau khi dầu ăn nóng lên á, thì chúng ta sôi lên, chúng ta cho sả và tỏi vào, chúng ta sẽ đảo đều lên. Và khi tỏi và sả đã vàng vàng hơi hơi rồi đó, để mình cho thêm một ít ớt vô ha. Nãy mình có chừa một ít ớt để phi phi lên cho nó có cái vị nồng của ớt đó, nó thơm hơn. Rồi chúng ta sẽ cho ớt vừa ướp vào, xong chúng ta sẽ đảo đều cho ớt nó săn chắc thịt lại nha các bạn. Chúng ta đảo liên tục để nếu không là nó bị khét ha. Rồi chúng ta sẽ đảo liên tục nha. Rồi, ok. Nãy giờ thì mình cũng đã nấu được gần 10 phút rồi. Và mình thấy là thịt ớt của mình nó đã săn lại rồi đó các bạn. Và cũng rất là thấm gia vị rồi. Mình sẽ cho tiếp tục vào đây là gừng, mình đã phát triển ra thành sợi rồi. Và mình sẽ cho thêm cái tiêu á. Ở đây mình sẽ có tiêu trái á. Nhà mình có một cái loại tiêu nó khác cái tiêu mà hạt như các bạn thường ăn ha. Cái hạt tiêu tròn tròn ha. Ở đây là hạt tiêu nó trái, nó giống như trái ớt của mình luôn nha. Cái vị của nó cũng rất là thơm ngon các bạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ cho vào và đảo đều lên để cho tiêu thấm vào hương vị thơm ngon của ớt. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ cho thêm hành vào, hành tây. Thì do hành tây á là nó rất là dễ chín, cho nên là mình sẽ cho vô sau như thế này bạn. Khi ớt nó chín rồi á là mình sẽ cho nó vô sau, để khi mà mình nhắc xuống á thì chúng ta không có nấu lâu nha. Hành tây chúng ta không nấu lâu, nó chỉ là vừa chín tới là chúng ta nhắc xuống, chứ mình nấu lâu quá nó yếu, ăn không ngon, nó mềm ăn không ngon ha. Rồi bây giờ các bạn đã thấy cái hành tây của mình nè, nó đã chuyển màu rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục cho thêm lá tí tô vào nha các bạn. Thì ở đây nè các bạn thấy là những cái sợi hành nó đã thấm gia vị của ớt và trông rất là ngon ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm lá tí tô mình đã sắc nhỏ ra và mình cho thêm, rồi mình đảo đều lên nha các bạn. Và các bạn có biết là hương vị của tí tô rất là dễ chịu. Mỗi khi chúng ta cảm á, chúng ta có thể nấu cháo lá tí tô ăn, có thể giải cảm. Và lá tí tô ăn rất tốt cho hệ thần kinh của chúng ta đó các bạn. Những bạn nào mà hay bị nhức đầu á, mình cũng nên ăn lá tí tô ha. Và nó giúp cho chúng ta có thể xả stress được nữa đó. Rồi bây giờ á, các bạn bỏ lá tí tô bên và đảo đều. Thì cái này chúng ta chỉ có lấy hương vị thôi, cho nên là các bạn không được nấu chín lá tí tô nha. Rồi mình sẽ cho thêm hành lá vào cho nó thơm ha. Rồi các bạn sẽ nhìn thấy là trước mặt các bạn là một cái món ớt xào lá tí tô kèm theo với hành và gừng nghệ, cộng thêm một ít tiêu trái nữa. Thì hiện tại bây giờ mình thấy là nó đã rất là thơm rồi á. Và giờ mình sẽ chuẩn bị để mà dọn ra ăn ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ thấy ở đây mình trình bày một cái dĩa gồm có cải xà lách và cà chua ha. Rồi mình có thể ăn kèm với những cái món rau như thế này. Thì mình cảm thấy là món ếch xào lá tí tô này ăn rất tốt nè. Thứ nhất là cái vị ngọt của ếch nè, hòa quyện với cái vị cay, vị thơm của sả, của lá tí tô ha. Khi mà mình ăn vào á, nó cay cay ha, rất là ngon. Và cái vị nồng nồng của hành á, nó rất là ngon nha các bạn. Và dễ chịu ha, nó nồng lên đến mũi ha, rất là dễ chịu. Và mỗi khi mà mình có cảm giác là thấy mệt mỏi trong người thì mình nên là ăn món này á, nó rất tốt cho cơ thể và nó bồi dưỡng cho cơ thể mình ha, cung cấp nhiều chất đạm.
và hy vọng rằng các bạn sẽ thích cái món ếch xào lá tí tô của mình. Hãy like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Goodbye.